Giải bóng chuyền 44 sân đôi xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trận đấu giữa hai đội Mỹ Hội và đội của Thái. Xét thứ nhất của trận đấu bắt đầu. 0-0. Điểm cho đội của Thái 1-0. Điểm cho Mỹ Hội 1-1. Điểm Mỹ Hội 2-1. Điểm cho Thái 2-2. Em có đỏ nào không Thái? Không có chơi. Chơi hả? Điểm cho Mỹ Hội 3-2. Điểm cho Thái 3-3. Điểm cho Thái 4-3. Tốt. Điểm cho Mỹ Hội 4-4. Điểm cho Mỹ Hội 5-4. Điểm cho Thái 5-5. Điểm cho Thái 6-5. Điểm cho Mỹ Hội 6-6. Điểm cho Mỹ Hội 6-6.
Điểm cho Thái 76. Điểm cho Mỹ Hội 7 đều. Điểm cho Mỹ Hội 87. Tốt. Điểm cho Mỹ Hội 97. Điểm cho Mỹ Hội 17. Tốt. Điểm cho Mỹ Hội 11-7. Điểm cho Thái 8-11. Hay quá. Điểm cho Mỹ Hội 12-8. Điểm cho Mỹ Hội 13-8. Đây. Điểm cho Mỹ Hội 14-8. Điểm cho đội Thái 9-14. Tốt. Điểm cho Mỹ Hội 15-9. Điểm cho Thái 10-15. Điểm cho Mỹ Hội 16-10. Điểm cho Mỹ Hội 17-10. Điểm cho Thái 11-17. Điểm cho Mỹ Hội 18-11. Điểm cho Thái 12-18. Điểm cho Thái 12-18.
Điểm cho Thái 13-18. Điểm cho Mỹ Hội 19-13. Điểm cho Thái 14-19. Hay quá. Điểm cho Mỹ Hội 20-14. Điểm cho Thái 15-20. Tốt. Kết thúc set 1, đội Mỹ Hội thắng đội Quốc Thái. Giải bóng chuyền 4-4, sân đôi, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trận đấu giữa hai đội Mỹ Hội và đội của Thái, set thứ hai bắt đầu. 0-0. Điểm cho Mỹ Hội 1-0. Tốt. Điểm cho Mỹ Hội 2-0. Tốt. Quýnh bà chị tôi chà. Điểm cho Thái 1-2. Điểm cho Mỹ Hội 3-1. Điểm cho Thái 2-3. Đó rồi. Chuyền ra không bộ ơi. Điểm cho Mỹ Hội 4-2. Điểm cho Mỹ Hội 5-2. Điểm cho Mỹ Hội 6-2. Điểm cho Mỹ Hội 7-2. Điểm cho Thái 3-7. Trận này không so nổi bằng trận hồi nãy. Điểm cho Mỹ Hội 8-3. Tốt. Điểm cho Thái 4-8. Đánh rồi.
Tốt. Điểm cho Thái 58. Điểm cho mày hỏi 95. Điểm cho mày hỏi 15. Trời ơi. Điểm cho Thái 6 10. Điểm cho Mỹ Hội 11 6. Tốt. Điểm cho Thái 81. Điểm cho Thái 91. Điểm mới hỏi 12 9. Điểm cho Thái 10 12. Điểm cho mày hỏi 13 10. Mười một mười ba. Điểm cho Thái 11 13. Trời. Điểm cho Thái 12 13. Điểm cho Mỹ Hội 14 11. Tốt. Điểm cho Thái 12 14. Nóng cỡ nào vô. Là 13 hay là 12 trời. Rồi 4-15 rồi hả? Điểm cho Thái 14-15. Trời ơi. Điểm cho mày hỏi 16-14. Thằng Tiến này không biết pin nó sạc bằng cái cục pin ba lớn này, nó quá trời pin thiệt trời. Bính liên tục. Điểm mày hỏi 17 14. Điểm cho Thái 15 17.
Đá chơi đi bắt không cây nè. Có lứ. Rồi lên bên kia đi. Điểm cho Thái 16-17. Điểm với Mỹ Hội 18-16. Điểm với Mỹ Hội 19-16. Trời ơi. Rồi. Điểm cuối chị Mỹ Hội 20-16. Điểm cho Thái 17-20. Kết thúc set thứ hai, Mỹ Hội thắng đội của Thái. Chung cuộc Mỹ Hội thắng đội Thái 2-0. Các bạn xem bóng chuyền vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo.